Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sửa micro có dây. Khi mình cắm vào âm ly thì nó không có tín hiệu gì nha các bạn. Cái khuyết điểm của micro có dây là các bạn sử dụng một thời gian là nó hay bị đứt dây hoặc là bị chạm dây với nhau. Hoặc là các bạn làm chấn động mạnh thì nó sẽ bị đứt cái đầu thu mic đó nha các bạn. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thử nha các bạn. Cái đầu mic này ra nha các bạn, để mình thử cái đầu mic nó còn hay không. Rồi, đây là cái đầu mic nó nha các bạn. Các bạn sẽ rút cái phần đầu nó ra luôn. Nếu có nó dán keo thì các bạn hay lắc lắc nó một chút. Rồi các bạn sử dụng đồng hồ đo ohm nha các bạn, bật về chế độ nhân 1. Rồi các bạn lấy hai cái que, các bạn đo vào cái đầu dây đen và đầu dây đỏ trên cái đầu mic. Một que các bạn giữ lại và một que thì các bạn sẽ quệt. Các bạn giữ là nó không có nghe đâu nha, các bạn phải một que các bạn quệt thì các bạn mới nghe tiếng của cái loa nó kêu rột, cái đầu mic đó các bạn, nó kêu rột. Rồi, cái đầu mic này kêu rột và chứng tỏ là nó vẫn còn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ráp vào. Để mình thử coi cái công tắc nó có còn hay không, với là cái đường dây nối lên thì các bạn sẽ đo hai cái chấu dưới này. Các bạn nhớ bật công tắc lên, nếu nó kêu rẹt là nó còn nếu nó không kêu gì có thể đứt dây hoặc là hư công tắc nha các bạn. Rồi, vậy là cái phần trên micro này là còn tốt nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ quặn cái nắp lại. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ qua một bên và bước tiếp theo là chúng ta sẽ đo dây. Thường thì micro có dây này nó hay bị đứt dây lắm nha các bạn, hoặc là hay bị chạm dây với nhau. Các bạn cũng để đồng hồ đo ohm nhân 1 luôn nha các bạn. Và một dây các bạn kẹp vào mát và cái dây bìa đó, rồi các bạn đo rồi lên, rồi cũng lên luôn các bạn. Rồi cái dây này là dây giữa, dây cộng đó, rồi cũng lên. Và bây giờ mình sẽ đo dây cộng và dây trừ luôn. Rồi nó bị lên luôn là nó bị chập nhau nha các bạn. Dây cộng và dây trừ này nó bị đụng nhau nên ra nó chập, nó lên kim. Thành ra các bạn đo ở cái dây nào nó cũng lên hết. Đó. Nó có 3 lỗ, các bạn đo lỗ nào nó cũng lên hết kim luôn. Và nó đã bị chập hai cái dây lại với nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ quặn cái ốc này, chúng ta xoắn nó ra. Rồi, ở trên đầu này các bạn sẽ ấn nó thụt xuống. Đó. Ấn nó xuống rồi các bạn rút nhẹ nhẹ nó ra. Rồi các bạn sẽ gỡ cái nhựa cách mát này ra. Đấy. Này các bạn có thấy nó hai cái dây nó bị xoắn với nhau các bạn. Hai cái dây cộng trừ nó bị kéo giãn do người ta sử dụng. Nó sẽ giãn ra và nó xoắn lại với nhau, thành ra nó bị chạm nhau. Rồi, mình sẽ dùng cái đầu mình kẹp nó lại và mình sẽ gỡ nó ra nha các bạn. Mình lấy móng hàng mình chấm cho nó chảy ra và mình lấy nó ra. Đây là bên này là mát này nha các bạn. Nó sẽ hàng ba cái chân này chung với nhau. Đó, ba chân này chung với nhau là nó sẽ hàng dây mát dây bìa đó. Còn ở giữa là cái dây giữa là dây cộng á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt bỏ cái phần đầu này đi. Thank you.
chúng ta sẽ cắt bỏ cái vỏ nhựa ra ngoài, chúng ta sẽ tạo cái đầu mới. Các bạn xoắn cái dây ở ngoài lại chung với nhau nha các bạn. Cái dây bọc ở ngoài á, các bạn xoắn lại chung với nhau. Đó là dây mát đó các bạn. Rồi, các bạn sẽ lột bỏ cái lớp giấy bạc hết nha các bạn. Bỏ sạch cái lớp giấy bạc luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái nhựa ra. Rồi mình đã tạo hai cái đầu dây mới rồi đó các bạn. Rồi bây giờ mình muốn hàng mình phải xi chì cho nó dính trước nha các bạn. Các bạn phải xi chì vô hai cái đầu dây này cho nó ăn chì trước, rồi các bạn hàng vào nó mới dính chắc được. Đó, các bạn muốn cho nó dính dễ dính và chắc thì các bạn lấy thêm một tí nhựa thông các bạn chấm vô. Và bây giờ mình sẽ kẹp cái đầu vào cái này cho nó chặt lại để mình hàn cho nó dễ nha các bạn. Các bạn cũng siết vừa ra nha, cái chặt quá nó bể. Cái mặt bên đây nó cũng chưa dính chì, mình xi thêm một tí vô nữa nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hàn vào. Cái dây mát là cái dây bìa các bạn, nó sẽ hàn vào ba cái chân chung liền đó nha các bạn. Còn cái dây cộng ở giữa là nó có một chân riêng biệt nha các bạn. Đó, mình đang hàn vào. Rồi, vậy là mình đã hàn xong rồi đó các bạn. Các bạn đừng để nó dính chân vào nhau nha, nó phải hở xa nhau. Rồi mình sẽ kéo cái nhựa cắt mát lên nha các bạn. Rồi, và chúng ta sẽ ráp nó vào. Các bạn xoay cái nút bấm nó xuống mấy dưới nha các bạn. Rồi các bạn ấn nó vào. Các bạn lắc nhẹ nhẹ và đẩy nó lên, nó ngay khớp và nó sẽ lên. Rồi khi nó vào sát rồi thì các bạn sẽ đẩy cái miếng nhựa cắt mát lên. Rồi chúng ta sẽ kéo con ốc lên quặn chặt nó lại. Và bây giờ chúng ta sẽ đo lại thử nha các bạn.
một dây lên, hai dây là hai dây mát đó các bạn, đều lên. Rồi cái chân ngoài cùng là chân cộng, rồi hai dây cộng thì không lên nữa là mình tốt rồi các bạn. Giờ chúng ta cắm vào, chúng ta sẽ đo thử các bạn nha. Các bạn bật công tắc lên nha. Ok rồi các bạn, video của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Chúc các bạn thành công.